Các con số khó tin về cầu thủ dự World Cup 2022. Hàng loạt con số bất ngờ và thú vị đến khó tin về những cầu thủ được triệu tập cùng đội tuyển quốc gia của họ tranh tài tại World Cup 2022. FIFA vừa công bố số liệu về 32 đội bóng tham dự World Cup 2022, trong đó có tổng cộng 831 cầu thủ. Đặc biệt, có 160 cầu thủ đang thi đấu tại ngoại hạng Anh được triệu tập về các đội tuyển quốc gia để tham gia tranh tài tại Qatar. Man City có nhiều cầu thủ đến Qatar nhất với 16 ngôi sao. Thực tế, trong đội hình xuất phát của họ trận gặp Brentford vừa qua chỉ có Erling Haaland không đến Qatar do Na Uy không vượt qua không loại. Trong số 16 cầu thủ của Man City, Kyle Walker, John Stones, Phil Foden, Jack Grealish và Calvin Phillips có mặt trong đội tuyển Anh. Câu lạc bộ ngoại hạng Anh có nhiều đại diện tiếp theo là Man U với 14 cầu thủ đến Trung Đông. Họ bao gồm cả Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes và Diogo Dalot trong màu áo Bồ Đào Nha, trong khi Harry Maguire, Luke Shaw và Marcus Rashford có mặt trong đội hình tam sư. Tiếp theo là Chelsea với 12 cầu thủ và nếu những Ben Chilwell, Grealish và N'Golo Kanté không chấn thương thì có lẽ họ cũng sẽ có mặt tại Qatar. Các ngôi sao Mason Mount, Raheem Sterling và Conor Gallagher cũng đã cùng đội tuyển Anh đến Qatar. Tottenham có 11 ngôi sao dự World Cup 2022, bao gồm đội trưởng thủ quân tuyển Anh Harry Kane và thủ quân Hàn Quốc Son Heung-min. Biên chế của Tottenham hiện tại còn có đội trưởng tuyển Pháp Hugo Lloris, nhà vô địch World Cup 2018. Ngoài ra, cầu thủ của Tottenham dự World Cup 2022 còn có Richarlison của Brazil và Cristiano Ronaldo của Argentina. Arsenal có 10 cầu thủ sang Qatar, trong đó có bộ ba tuyển thủ Anh Ramsdale, Bukayo Saka và Ben White. Các ngôi sao Gabriel Jesus và Gabriel Martinelli có tên trong đội tuyển Brazil, trong khi William Saliba sẽ có cơ hội giành vinh quang cùng đội tuyển Pháp. Ngay cả đội bóng thường thường bậc trung như Brighton cũng có 8 cầu thủ được cùng đội tuyển quốc gia của họ đến Qatar. Đáng chú ý có cầu thủ chạy cánh ấn tượng người Nhật Bản Koru Mitoma, Leandro Trossard thi đấu cho Mỹ, trong khi Alexis McAllister có mặt trong đội tuyển Argentina. Liverpool có 7 cầu thủ đi Qatar, bao gồm các ngôi sao người Anh Jordan Henderson và Jan Alexander-Arnold, trong khi Darwin Núñez cũng được tranh tài tại World Cup 2022 cùng tuyển Uruguay. Leicester cũng có 7 cầu thủ, bao gồm Jim Maddison của Anh, Danny Ward của xứ Wales, cùng bộ ba Jurriti Erlings, Gus Fraser, Timothy Caston của Mỹ. Fulham cũng có 6 đại diện đến Qatar, bao gồm bộ đôi người xứ Wales sang Jim và Harry Wilson, bộ đôi người Mỹ Tim Ream và Anton Robinson, cũng như Joe Bahia của Bồ Đào Nha và Aleksandar Mitrovic của Serbia. Brentford cũng có 6 cầu thủ được triệu tập lên tuyển quốc gia dự World Cup 2022, bao gồm Christian Nordqvist, Mikko Damkvist và Mathias Jensen của Đan Mạch. Ngoài ra còn Simon Kudus của Iran, Brian Embimo của Cameroon và David Rea của Tây Ban Nha. Nottingham Forest có bộ ba ngôi sao người xứ Wesley Hennessy, Brendan Johnson và Nico Williams, trụ cột của Thụy Sĩ Remo Fuller, chi khu Kuzet của Senegal và Brandon Aguilera của Costa Rica. Newcastle có bộ ba tuyển thủ người Anh Nick Bob, Kieran Trippier và Callum Wilson, cũng như Bruno Guimaraes của Brazil và Fabian Sa của Thụy Sĩ. Trong khi West Ham có Declan Rice đại diện cho Anh, Alphonse Areola trong đội tuyển Pháp, Lucas Bakuta với Brazil, Neferkes của Maroc và Thilo Kehrer của Đức. Các câu lạc bộ khác tại ngoại hạng Anh như Wolves, Aston Villa, Everton, Leeds, Crystal Palace, Southampton cũng đều đóng góp cầu thủ cho World Cup 2022. La Liga là giải đấu đứng thứ hai về số lượng cầu thủ dự World Cup 2022 chỉ sau ngoại hạng Anh. Cụ thể, giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha đóng góp 85 cầu thủ, tiếp theo là Đức 81 cầu thủ, Ý 73 cầu thủ và Pháp với 59 cầu thủ. Iran là đội tuyển duy nhất chỉ mang 25 cầu thủ đến dự World Cup 2022. Riêng chủ nhà Qatar và Saudi Arabia chỉ tham dự giải bằng cầu thủ đang chơi ở trong nước. Jude Bellingham là cầu thủ duy nhất không chơi tại ngoại hạng Anh nhưng vẫn có tên trong thành phần đội tuyển Anh đi World Cup 2022. Ngược lại, tuyển Senegal dù có các cầu thủ đang thi đấu ở Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Đức, Ý, đảo Síp và Thổ Nhĩ Kỳ nhưng không có cầu thủ nào thi đấu ở trong nước.